Đây là lỗi màn hình xanh, một trong những lỗi mà anh em nào đã từng dùng qua laptop Windows thì ít nhất cũng đã trải qua một lần. Đang làm việc hay là chơi game mà dính cái lỗi này thì đúng là ám ảnh luôn ấy. Bực một cái là Windows không cho chúng ta một thông tin rõ ràng nào mà thay vào đó là những dòng code bí ẩn. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng giải mã những cái dòng code này để xem ra là những lỗi phổ biến gây nên màn hình xanh là gì, cũng như là cách khắc phục ra làm sao nhé. Về nguyên nhân gây ra màn hình xanh thì thực ra rất là khó để mà xác định. Nó có thể đến từ phần mềm, ví dụ như là file hệ thống, driver hay là ứng dụng, hoặc nó cũng có thể đến từ những yếu tố xung quanh phần cứng. Chính bởi vì nó xuất phát từ bất kỳ thành phần nào của một chiếc máy tính khiến cho người dùng cảm thấy rất là bất lực khi mà kiểm tra và khắc phục. Tuy nhiên là vẫn sẽ có một số lỗi phổ biến mà người dùng hay gặp phải, và nếu như mà biết những lỗi này thì nó cũng sẽ hạn chế rất là nhiều quá trình khắc phục lỗi của anh em. Và dựa vào một số dòng code mà Windows đưa ra kèm với màn hình xanh thì các bạn cũng sẽ có thể đoán được rằng nó đến từ đâu. Rồi, một trong những dòng lệnh mà người dùng hay gặp phải nhất đó là IRQL not less equal. Đây là lỗi liên quan đến bộ nhớ. Nguyên nhân gây lỗi có thể là do lỗi file hệ thống, hoặc là do driver không tương thích, hoặc là phần cứng ngoại vi không tương thích, hoặc là do phần mềm không tương thích, thậm chí là cả lỗi đến từ phần cứng luôn. Chúng dẫn đến việc là khi mà những thành phần này cố gắng truy cập vào địa chỉ bộ nhớ nhưng mà lại không có quyền. Nói chung, để mà bắt được chính xác bệnh từ lỗi này đến từ yếu tố nào thì nó cũng sẽ khoai phết. Nên là thông thường các bạn sẽ phải dựa vào những cái hành động trước đó, trước khi mà cái lỗi màn hình xanh xảy ra. Thì giả sử nếu như mà lỗi do driver, theo mình thấy thì đây thường là lý do lớn nhất nhá, thì có thể bạn mới thêm một phần cứng mới nào đó làm hệ thống loạn nhịp. Cách sửa là các bạn hãy update lại driver cho các thành phần ở trên máy tính. Còn nếu như mà là lỗi do xung đột file hệ thống thì cũng sẽ có vài nguyên nhân tạo nên lỗi file hệ thống. Có thể là trước đó các bạn cài một phần mềm nào đó mà bị dính virus chẳng hạn. Hay nó cũng có thể là do bạn đang cài đặt một chương trình nào đó quan trọng kiểu như là update BIOS nhưng mà lại mất điện đột ngột giữa chừng chẳng hạn, thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến những file hệ thống. Thì nếu như mà do mã độc gây ảnh hưởng đến file hệ thống, cái này ở trên Windows 11 thường ít xảy ra, nhưng mà để cho đầy đủ thì mình vẫn sẽ đưa vào. Lúc này thì các bạn sẽ phải xóa cái phần mềm vừa cài mà có mã độc đi. Còn nếu như mà không được ấy thì có thể là do file hệ thống register file nó bị lỗi, thì bạn chạy chỉnh sửa lỗi với mã dưới đây, đợi vài phút để mà quá trình quét hoàn thành rồi restart lại máy. Còn nếu như mà trong trường hợp file hệ thống bị lỗi nặng quá thì cái lại win thôi. Đó là hai nguyên nhân đến từ phần mềm là driver và file hệ thống. Còn nếu như mà là do phần cứng ấy thì nó có thể đến từ bất kỳ thành phần phần cứng nào. Nếu mà là do CPU thì có thể là do CPU chạy nóng lâu quá thì các bạn tìm cách để mà cho CPU nó mát trở lại. Còn nếu như mà do RAM ấy thì thường là do các bạn lắp thêm một thanh RAM mới vào và nó gây ra những lỗi hoặc là không tương thích gì đó. Và thường để mà check RAM thì người ta sẽ sử dụng các bước dưới đây: chờ cho máy tính khởi động lại, đợi hệ thống check một loạt các bước thì nếu như mà có lỗi thì nó sẽ hiện ra. Nói chung thì nguyên nhân tạo nên cái lỗi này thì nó cũng sẽ có rất là nhiều, và những cái mà mình chia sẻ ở trên ấy nó cũng sẽ chỉ là một phần mà thôi. Thì hy vọng rằng là thông qua những thông tin này các bạn cũng sẽ hạn chế được quá trình tìm và sửa lỗi nếu như không may gặp lỗi này xảy ra. Rồi, hai lỗi tiếp theo liên quan trực tiếp đến RAM cũng rất là phổ biến, đó chính là Memory Management và Data Bus Error. Về Data Bus Error thì lỗi này sẽ thường có hai trường hợp chính có thể xảy ra. Nếu như mà cứ mở máy ra là màn hình xanh luôn ấy thì có thể là do RAM nó đang không phản hồi với cả hệ thống. Cách sửa là bạn có thể rút từng thanh RAM ra để mà check xem thanh nào nó không tương thích. Đây chính là lý do vì sao mà ngày xưa cứ bị màn hình xanh là ông anh mình lại lôi những cái thanh RAM ra để mà lau lau chùi chùi suýt xoa các thứ ấy, rồi khi mà lắp lại thì đâu lại vào đấy. Còn một số trường hợp cũng gặp cái lỗi data bus này nhưng mà máy chạy một lúc rồi mới bị màn hình xanh ấy, thì có thể là do lỗi bất kỳ nào đó trong RAM, thì mọi người hay chạy phần mềm memtest 86. Nếu như mà không có lỗi thì chúc mừng bạn. Còn nếu như mà có lỗi thì cũng chúc mừng bạn, bạn đã tìm một lỗi rồi. Và thường thì lỗi của RAM ấy thì là các bạn đi thay RAM mới thôi. Ngoài ra thì bất kỳ một cái lỗi màn hình xanh nào nó cũng sẽ có thể đến từ những lỗi ví dụ như là driver hay là lỗi file hệ thống, thì cách sửa mình cũng đã chia sẻ ở trên rồi. Rồi, ngoài RAM ra thì ổ cứng nó cũng sẽ có thể bị lỗi và gây ra màn hình xanh. Thì đây là hai mã code nếu như mà ổ cứng xảy ra lỗi. Nguyên nhân thì có thể là do ổ cứng bị hỏng về mặt vật lý. Còn nếu như mà do phần mềm liên quan đến driver ấy, thì các bạn có thể thao tác các bước này để mà check xem ổ cứng nó bị lỗi ở đâu. Máy sẽ khởi động lại rồi quét một lúc tương tự như là những phần ở trên. Lỗi thì có thể đến từ những lỗi driver rất là đơn giản như mình đã chia sẻ lúc nãy, nhưng mà nó cũng có thể đến từ những lỗi liên quan đến phần cứng thì nó cũng sẽ hiện ra ở đây. Nhìn chung thì các bạn sẽ phải lưu ý nhá, biết là lỗi liên quan đến ổ cứng rồi thì các bạn nên backup dữ liệu quan trọng trước khi làm bất kỳ thao tác nào. Rồi, nếu như anh em gặp lỗi machine check exception thì ở đây là do CPU của anh em đang bị overclock quá cao và gây ra mất ổn định. Và nếu như mà vẫn còn muốn tiếp tục overclock hay là ép xung tiếp ấy thì hãy hạ cái mức thấp hơn cái mức vừa rồi nha. Lỗi tiếp theo thì đúng như cái tên của nó là Windows không thể đọc được những thành phần phần cứng mà hệ thống khởi động. Nguyên nhân thì tựu chung lại thì nó cũng sẽ đến từ những thứ mà mình kể trên. Đa số thì đều đến từ driver hoặc là có thể đến từ ổ cứng lỗi hoặc là virus chẳng hạn.
Ngoài ra cũng sẽ có những lỗi khác mà hệ thống không đọc được, thì nó cũng sẽ có những dòng như là System Thread Exception Not Handled. Thường lúc này thì màn hình xanh nó sẽ đưa ra một cái tên file nào đó, thì ở đây có thể là gợi ý để mà các bạn biết được rằng lỗi ở đâu, có thể là do driver hay là phần mềm nào đó đang gặp xung đột. Đó, tóm lại video ngày hôm nay thì những lỗi mà gây ra màn hình xanh thì nó cũng sẽ chỉ đến từ những yếu tố liên quan đến phần mềm như là driver hay là lỗi file hệ thống. Còn phần cứng thì là lỗi do RAM là chủ yếu. Có những lỗi liên quan đến CPU hay là ổ cứng thì nó cũng đã rất là rõ ràng rồi. Ok, và đó là những cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn về lỗi màn hình xanh. Và hy vọng rằng là thông qua video ngày hôm nay thì các bạn sẽ rút ngắn được những cái thời gian sửa lỗi của mình. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy video này hữu ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.